Câu chuyện vĩ nhân. Cuộc sống không giới hạn. Nick Vujicic, chàng trai không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường, đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Lúc sinh ra, Vujicic bị một chứng bệnh lạ và không có chân tay như bình thường mà chỉ có hai bàn chân nhỏ, với mỗi bàn chân có hai ngón. Khi thấy con trai mình như vậy, cha mẹ anh rất buồn. Nhưng bằng sự thành khẩn và quyết tâm học, Vujicic đã trở thành một trong những học sinh khuyết tật đầu tiên được học ở trường dành cho học sinh bình thường. Dẫu vậy, cơ thể thiếu chân tay của Vujicic luôn trở thành chủ đề trêu ghẹo của bạn bè, khiến anh rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Khi lên 8 tuổi, Vujicic trở nên tuyệt vọng hoàn toàn. Nhưng tình thương của bố mẹ đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vujicic dần dần nhận ra cuộc sống vẫn tốt đẹp khi không có chân tay. Anh vẫn có thể làm mọi việc như người bình thường, tự phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Anh đã tập viết bằng hai ngón chân trên bàn chân trái, tự lấy cốc nước, đánh răng, biết dùng máy tính và cả chơi các môn thể thao như ném bóng, bơi lội. Với sự nỗ lực của mình, cậu nhận ra mình có thể truyền cảm hứng cho những người khác nữa. Năm 17 tuổi, cậu đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình, Life Without Limits, cuộc sống không giới hạn. Vujicic giới thiệu những buổi nói chuyện khích lệ trên toàn thế giới về một cuộc sống của một con người khuyết tật, có hy vọng và tìm được ý nghĩa cho cuộc sống mình. Vujicic đã nói chuyện với hơn 3 triệu người tại hơn 24 quốc gia, 5 châu lục. Tuy không may mắn như mọi người, nhưng Nick Vujicic luôn có trái tim nhân hậu, bản lĩnh và ý chí bền bỉ để làm nên những điều kỳ diệu. Cậu trở thành một biểu tượng mãnh liệt của nghị lực vượt lên số phận. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng đôi lúc nghịch cảnh làm chúng ta gục ngã, nhưng cũng chính nhờ nghịch cảnh mà chúng ta sẽ có thêm sức mạnh phi thường để vượt lên bản thân và đóng góp những điều kỳ diệu cho thế giới. Nhìn sâu vào nhân quả, ta thấy nỗ lực giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn thì quả là sống bình an, khó khăn có người giúp đỡ. Khi giúp đỡ người khác sống có ý nghĩa thì quả là hạnh phúc lâu dài, mọi người yêu mến. Chúng ta hãy cùng ôn lại qua các câu hỏi tư duy. 1. Chi tiết nào thể hiện tình thương của cha mẹ dành cho Nick Vujicic? Nick Vujicic đã làm gì để vượt qua khó khăn của mình? 3. Sau khi tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, Nick Vujicic mong muốn điều gì và đã làm gì? 4. Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.